clean mà nó giúp cho mình được còn mấy cái bóp đi lắm đi cũng giống vậy. Nếu mà tôi thấy nếu mà cái đường ống nó lại gì hoạt động nó là điệu rách, nhưng mà điệu rách bây giờ quá đến cù lên rồi tao sẽ chọn quá nghe về coi nè, thử một đoạn coi nè. Đây là mang chiếu ra nè, cái tập bài này chung với lại là chị Huy. Mày thấy cái bài này mà nhờ cho nên nó đánh dày nó dở lắm. Chúa cho con được sống lại, Phật cho con được sống lại. Bây giờ nghe người ta hòa âm, người ta bắt phải đánh hay không đâu. Không quý vị ơi, quan trọng là quý vị là trống sĩ, quý vị nghĩ cái điều đó rồi hỏi cho ban văn nghệ, ok, em muốn đánh bài này bolero. Tại vì cái sở trường của em nó nhập tâm em. Còn mà anh chị mà bắt em đánh theo một cái em đánh không được, em phải suy nghĩ. Có những điều mình đánh mình phải suy nghĩ. Khi mình yêu một cái gì, mình hết một cái đó mà bắt mình suy nghĩ, mình không muốn suy nghĩ dành cho những vợ chồng thôi. Còn cái mình một cái tình cảm mình phải bỏ cái tâm ra cho mấy bé.